chương trình ca nhạc thời trang với chủ đề Phật giữa đời thường nhằm gây quỹ giúp người nghèo do Hội Từ Thiện Tường Nguyên Thiền Tự phối hợp tổ chức vừa diễn ra tại Riverside Palace, thành phố Hồ Chí Minh. Đêm nhạc với sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng mang đến những tiết mục ấn tượng. Đặc biệt trên phần nhạc trình diễn của ca sĩ, họa sĩ Đoàn Việt Tiến vẽ cùng lúc hai bức tranh trên kính cường lực để bán đấu giá. Số tiền thu được từ đêm nhạc sẽ được Hội Từ Thiện xây cầu, phát thuốc khám bệnh cho người nghèo.